chào tất cả các bạn. Chào buổi sáng tất cả các em. Chào mừng các em đến với buổi số 2 trong chiến dịch giải mã biện pháp tu từ của chúng ta nhé. Đã có bạn nào dậy chưa nhở? À, xin chào Phương Linh. Xin chào các em. Ồ, các bạn vào rất là đúng giờ đúng không? Chúng mình sẽ đợi khoảng độ 5 phút để cho các bạn vào đông đủ. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay nhá. Ok, xin chào Thu Thủy. Xin chào Tống Hạnh. Xin chào Khánh Linh. Chị thấy cả Trần Minh Hiếu này, Minh Nguyễn, Chi Quỳnh, rất nhiều bạn đang vào học cùng với chị. Các em có nhìn rõ và có nghe rõ không nào? Ok, xin chào các bạn. Chúng mình có nhìn rõ và có nghe rõ không? Ok, đúng không? Xin chào các em. Rồi, chị cảm ơn Lê Quỳnh rất là nhiều. Chị cũng chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé. Và chúng ta sẽ gọi là bắt đầu ngày mới bằng một vài những kiến thức môn văn. Chị nghĩ rằng đấy cũng là một cái lựa chọn hay để chúng ta vừa là gì nhỉ? À, rèn luyện cái việc dậy sớm này, lại vừa có thêm những kiến thức bổ ích cho mình nữa. Đặc biệt là chúng ta có cái cơ sở để mà tự học được môn văn, đúng không? Xin chào các em. Các bạn cũng sẽ mở sách vở ra học cùng với chị luôn nhá. Rồi, ok. Sau buổi hôm nay thì chúng ta sẽ điểm danh để nhận tài liệu bằng cách là chị sẽ đăng bài ở trong nhóm và chị sẽ yêu cầu một cái số lượng các bạn bình luận nhất định. Ví dụ như là nhóm của chúng mình hiện tại có gần 600 bạn đúng không? Thế thì để mà đảm bảo tất cả các bạn đều tham gia tương tác thì chị sẽ yêu cầu là tất cả các bạn đều phải bình luận chẳng hạn, hoặc là sẽ có khoảng ít nhất là 500 bạn bình luận, mỗi bạn bình luận một bình luận thôi. Đúng không nhá? Đấy, thế thì chị sẽ dựa vào số lượng bình luận để mà khi đạt đủ số lượng yêu cầu, chị sẽ gửi tới các bạn phần tài liệu của hai buổi hôm nay nhá. Buổi hôm qua và buổi hôm nay. Ok chưa? Đó, không thì buổi hôm trước có nhiều bạn chưa rõ, thế nên là nhắn tin riêng cho chị xin tài liệu. Thì cái phần đó chị cũng đã nêu rồi đấy, là khi mà chúng mình học xong buổi hôm nay, chị đăng bài lên và các bạn sẽ điểm danh tại đó để nhận tài liệu. Ok chưa? Không có gì băn khoăn cả. Sau đó thì hôm nay chúng ta cũng sẽ có bài tập đấy. Ok chưa? Hôm nay chúng mình cũng sẽ có bài tập, thế nên các bạn lưu ý nhá. Xin chào các em. Chúng mình đã vào đông đủ chưa nhở? Đâu hết rồi. À, xin chào Hoa Ngô, xin chào Văn Kiệt, xin chào Mai An, xin chào các bạn. Đúng rồi đấy. Gọi các bạn vào học đi nào, để xem đứa nào dậy sớm hơn đúng không? Để xem đứa nào học đông đủ hơn. Đấy, đúng rồi. Các em hãy nhanh chóng tìm ngay cái đứa bạn mà đã hứa dậy sớm với mình mà bây giờ đang chưa thấy đâu đây này, đúng không? Chính xác. Rồi, ok. Các em thân mến, buổi học hôm qua thì chúng mình học xong về biện pháp so sánh rồi, đúng không? Chúng ta đã nắm được từ khái niệm, đặc điểm, rồi những từ khóa để nêu lên tác dụng của biện pháp so sánh. Chúng ta cũng đã hình dung ra được cách để chúng ta dựa vào những kiến thức biện pháp tu từ để mà phân tích ý nghĩa của các câu thơ mà chúng ta được học trong các bài trong chương trình ngữ văn lớp 9, đúng không? Rồi, thế tương tự như vậy, trong buổi hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về biện pháp nhân hóa, các em nhé. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về biện pháp nhân hóa. Chúng ta vẫn sẽ có dấu hoa thị đầu tiên. Đó chính là về khái niệm và đặc điểm. Rồi, thế thì trả lời cho câu hỏi này về khái niệm và đặc điểm của biện pháp nhân hóa thì chị tin đây là một biện pháp rất quen thuộc với các bạn. Thế thì bây giờ, nào, gần 60 bạn rồi, 60 bạn đang vào học cùng với chị. Các em hãy bình luận cho chị biết là chúng ta hiểu như thế nào về biện pháp nhân hóa. Các em hiểu như thế nào về biện pháp nhân hóa? Chị chưa yêu cầu là phải chuẩn chỉnh từng câu từng chữ trong khái niệm đâu, mà chị chỉ hỏi các bạn là các em đang hiểu như thế nào về biện pháp nhân hóa. Biện pháp nhân hóa là một biện pháp như thế nào? Và chúng ta dựa vào đâu để mà xác định được đó là biện pháp nhân hóa đây? Các bạn bình luận cho chị biết nhá. Các em dựa vào đâu để mà xác định được đây là biện pháp nhân hóa nhở? Nào nào, các bạn ơi, bình luận cho chị biết nào. Các em hiểu như thế nào về biện pháp nhân hóa? Ok chưa? Vô học đi các bạn ơi. Rồi, các bạn đang vào học rồi đấy. Thế thì nào, các em thân mến, bây giờ hãy bình luận cho chị biết là các em hiểu như thế nào về biện pháp nhân hóa, để chị biết xem là tình hình chúng ta đang hiểu về các biện pháp tu từ ra sao nào. Nhân hóa người sang
Từ từ, chị có đọc được một bình luận. Là gì đây nhở? Nhân hóa người sang một sự vật nào đó. Hình như hơi ngược đấy. Phải là nhân hóa một sự vật nào đó mang những đặc điểm của con người chứ, đúng không? Sao lại nhân hóa người sang một sự vật nào đó? Rồi, ok. Nhân hóa là cách gọi hoặc miêu tả con vật, đồ vật, cây cối, hiện tượng thiên nhiên bằng những từ ngữ vẫn được dùng để gọi con người. Một định nghĩa rất là dài, đúng không? Ok, rồi. Ở đây Thủy Dung cho rằng là biện pháp nhân hóa là phép tu từ, gọi hoặc tả sự vật như là đồ vật, như là cây cối bằng các từ ngữ thường được dùng cho chính con người. Ok, là một biện pháp miêu tả sự vật, sự việc có những đặc điểm của con người, gọi sự vật bằng từ ngữ của con người. Rồi, nhân hóa sự vật, sự việc giống đặc điểm của con người. Ok, rồi, ở đây nhìn chung nhá, nhìn chung tất cả các bạn đều hiểu về mặt bản chất của biện pháp nhân hóa. Tức nghĩa là gọi một thứ nó không phải là con người, đúng không? Ví dụ như là gọi những sự vật đó có thể là con vật này, đó có thể là cây cối này, đó có thể là đồ vật này, vân vân vân. Tức nghĩa là những sự vật bằng những gì? Bằng những từ ngữ vốn để dùng cho con người. Hay nói một cách khác là biến những sự vật này trở thành con người vậy, đúng không? Ok chưa? Ví dụ như là dùng những từ ngữ để chỉ trạng thái cảm xúc này, hành động này. Đúng không? Bởi vì là chỉ có con người mới có cảm xúc này, đúng không nào? Mới có những hành động để bộc lộ ra suy nghĩ, tình cảm của mình. Thì con vật hay là cây cối hay là đồ vật thì không có những đặc điểm đó. Và biện pháp nhân hóa là biện pháp được sử dụng để dùng chính những đặc điểm của con người này này, gọi cho các sự vật hoặc là cây cối, đồ vật, vân vân. Các em hình dung ra chưa? Về mặt mô hình nhá, về mặt cấu trúc sẽ là như thế này. Về mặt cấu trúc sẽ là như thế này. Và nó được biểu hiện ở trong câu thơ, câu văn bằng cách là gì? Tác giả sử dụng những từ ngữ vốn để chỉ người, hoặc là những cái từ ngữ dùng trong giao tiếp giữa người với người để mà gọi các sự vật, sự việc. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Đó, thế nên là biện pháp nhân hóa là một biện pháp rất dễ thấy. Cứ cái gì mà vốn dĩ nó không phải là con người mà bây giờ nó lại được coi như là con người, có tình cảm này, có tính cách này, có hành động, có thái độ vân vân. Đúng không? Ok chưa? Nên biện pháp nhân hóa được coi là một biện pháp rất là đơn giản để chúng ta xác định đấy. Đúng không nào? Nhá. Ok chưa? Đấy, thế thì từ việc xác định được khái niệm và đặc điểm của biện pháp nhân hóa như vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau nêu ra tác dụng của biện pháp nhân hóa nhá. Về mặt tác dụng. Nào, về mặt tác dụng thì chúng ta sẽ có những từ khóa như thế nào đây? Về mặt tác dụng chúng ta sẽ có những từ khóa như thế nào để nêu bật lên được tác dụng của biện pháp nhân hóa? Trước tiên, các em hãy hình dung như thế này này, nhá. Đó là những cái sự vật này, vốn nó có một khoảng cách nhất định đối với con người. Bởi vì sao? Bởi vì nó tĩnh, đúng không? Không có cách nào để mà nó có được cảm xúc này, nó không thể nào giao tiếp được với con người. Thế nhưng bây giờ dùng những từ ngữ của con người để chỉ chúng, thì chứng tỏ là chúng ta đã kéo gần cái mối quan hệ giữa chúng ta với các sự vật này, đúng không? Giờ giúp cho những sự vật này trở thành người, trở thành những người bạn thân thiết với chúng ta. Đó, ok chưa? Bởi vì sao? Mối quan hệ giữa người với người thì nó sẽ gắn bó thân thiết hơn là mối quan hệ giữa người với vật. Thế thì bây giờ vật này được biến thành người rồi thì nó sẽ gần gũi hơn với chúng ta rất là nhiều. Ok chưa? Thế nên cái từ khóa đầu tiên về mặt tác dụng của biện pháp nhân hóa đó chính là giúp cho sự vật trở nên sống động và gần gũi. Giúp cho sự vật trở nên sống động và gần gũi. Được chưa? Nhá, cái này nó sẽ thấy ngay. Chị lấy ví dụ là trong việc mà chúng ta giao tiếp hàng ngày thôi nhá. Thế bình thường chúng ta gọi đây là chiếc bút, đúng không? Nếu chị miêu tả chiếc bút này là chiếc bút này có màu xanh rất là xinh xắn, một chiếc bút được thiết kế vô cùng tối giản, đẹp mắt.
Thế thì nếu như thay vào việc chị diễn đạt như vậy, chị gọi là em bút này rất tiện dụng và xinh xắn, thì các em có cảm thấy là chiếc bút này nó gần gũi hơn với chúng ta không? Đúng không? Chúng ta gọi nó, coi nó như là một người em vậy. Đó, rất là xinh xắn, rất là nhỏ nhắn, đáng yêu. Đúng không? Ok chưa? Nhá, thế nên là cái tác dụng này chúng mình rất dễ hiểu. Nhá, các em có hình dung ra không? Các bạn có hình dung ra không? À, chị không lưu lại những phần phát trực tiếp này nhá. Được không nào? Để đảm bảo công bằng cho khoảng độ hơn 100 bạn vào học cùng với chị, thì chị sẽ không giữ những phần phát trực tiếp này. Nếu như mà chúng mình mong muốn là có thể xem lại chọn bộ cả 5 buổi phát trực tiếp trong cái chiến dịch này, các bạn có thể tham khảo chương trình là khi mà chúng mình mua bộ sổ tay văn học, các em sẽ được tặng một cái gói gồm những video mà chị phát trực tiếp này. Được không? Sau buổi phát trực tiếp chị sẽ xóa đi và chị sẽ tạo thành một cái kho video gồm có 5 video tương ứng với 5 buổi học đó. Thì những bạn nào mà mua sách trong thời gian này, các bạn hoàn toàn có thể được sở hữu bộ video đấy. Ok chưa? Nhá. Rồi, thế thì ở đây các em có hiểu phần tác dụng này không? Các bạn có hiểu tác dụng đầu tiên của biện pháp nhân hóa là như thế không? Rồi thì đấy là về cái ví dụ của chị trong cách chúng ta nói chuyện hàng ngày. Thế thì trong những bài thơ mà chúng mình được học đi, thì có hình ảnh nào đã được nhân hóa không? Thì ở đây các em còn nhớ là trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ nhá, tác giả Thanh Hải trong khổ thơ đầu tiên đã viết là gì? Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. À, ở đó chúng ta thấy cái tiếng gọi của nhà thơ, ơi con chim triền triện, đúng không? Chim triền triện vốn nó có lắng nghe được tiếng gọi của mình không? Đúng không? Và nó liệu có thể giao tiếp được một cách bình thường giống như giữa người với người, giữa những người bạn thân với nhau không? Không, đúng không? Thế nhưng bằng cách gọi của nhà thơ, ơi con chim triền triện, thì con chim triền triện hiện lên giống như là một người bạn thân thiết, đúng không nào, đang cất cao tiếng hót, và tiếng hót ấy khiến cho nhà thơ cảm thấy vô cùng sảng khoái này, vô cùng yêu đời này, và muốn hòa nhập vào mùa xuân của đất nước, đúng không? Ok chưa nhá. Đấy, thế thì từ ơi vốn là một từ để con người gọi nhau mà, người gọi người bằng từ ơi mà, nhưng ở đây tác giả dùng từ đó để gọi con chim triền triện, biến con chim triền triện trở thành một người bạn vô cùng thân thiết với nhà thơ, đúng không? Hay là trong bài thơ Ánh Trăng đi, chúng ta còn nhớ trong đoạn thơ cuối tác giả đã viết là gì? Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Thế thì ánh trăng và im phăng phắc là một trạng thái của con người chứ, đúng không? Im phăng phắc là một trạng thái của con người, nhưng ở đây lại được dùng để miêu tả về ánh trăng. Đó, vậy là ánh trăng cũng trở thành một người bạn, và ở đây là một người bạn cũ, với cái nhìn im phăng phắc là một cái nhìn rất nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung đối với con người. Đó, ok chưa? Nhá, thế nên là cái tác dụng đầu tiên là giúp cho sự vật trở nên sống động và gần gũi hơn với con người. Nhưng cái từ khóa ở đây là từ sống động và gần gũi, nhưng không phải là ở trong đoạn thơ nào hay là trong ngữ cảnh nào chúng ta cũng dùng cái từ sống động và gần gũi, được không? Mà các bạn phải coi như đây là cái bản chất ý, coi như đây là cái bản chất, và tùy vào nội dung của đoạn thơ để mà chúng ta cho thấy là sự vật đó gần gũi như thế nào, được không? Nhớ, sự vật đó gần gũi như thế nào. Thế thì ở đây nó sẽ khác nhá, bởi vì như vừa rồi chúng ta thấy này, tác giả Thanh Hải dùng từ ơi để gọi con chim triền triện với một tiếng gọi vô cùng trìu mến, thế là biến con chim trở thành một người bạn thân thiết gắn bó với con người, đúng không? Thế nhưng ánh trăng im phăng phắc thì chúng ta không thể nói là một cách máy móc rằng là gì, ánh trăng ở đây cũng trở thành một người bạn vô cùng thân thiết, hiện lên vô cùng sống động. Đâu có, đúng không? Mà ở đây chúng ta phải đặt vào nội dung của đoạn thơ để thấy được rằng ánh trăng ở đây đúng là một người bạn, nhưng là một người bạn cũ, đúng không nào? Là một người bạn cũ, và im phăng phắc là để chỉ cái nhìn đầy bao dung nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, khiến cho con người nhận ra và thấu hiểu được mình đã vô tình như thế nào. Đấy, ok chưa? Nhá, thế nên là phần này nó sẽ bắt đầu nâng cao hơn một chút. Không phải giống như hôm qua chúng mình học biện pháp so sánh là cứ bê nguyên si những từ khóa này vào để mà áp dụng vào những câu thơ, những đoạn văn, đúng không? Mà ở đây là chúng ta phải sử dụng nó một cách linh hoạt.
Ok chưa nào? Nhá, được không, được không? Đấy là tác dụng đầu tiên. Tiếp tục này, tác dụng thứ hai của biện pháp nhân hóa ở đây thì chúng ta có thể thấy là việc mà thay vì tác giả miêu tả những sự vật đó với những đặc điểm của chính nó thì bây giờ tác giả lại dùng những đặc điểm của con người để miêu tả sự vật, thì chắc hẳn qua đó tác giả cũng mong muốn bộc lộ những cái nhìn này, bộc lộ những chiêm nghiệm, bộc lộ tình cảm và cảm xúc của mình. Thế nên là biện pháp nhân hóa còn có tác dụng về mặt nghệ thuật, tức nghĩa là giúp cho lời văn, được không? Giúp cho lời văn hay là giúp cho lời thơ có tính biểu cảm cao. Đó, ok chưa? Hay là nói một cách khác, đó chính là lời văn, lời thơ ở đây góp phần bộc lộ cảm xúc của tác giả. Nhưng sắc thái này thì sẽ ít hơn, nhớ chưa? Cái này không phải là tác dụng quan trọng nhất. Cái tác dụng quan trọng nhất là cái tác dụng đầu tiên này, ok chưa? Còn khi mà chúng ta thấy là bằng cách mà dùng những từ ngữ của con người để miêu tả sự vật, tác giả đã thể hiện được tình cảm, trạng thái cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ nêu thêm tác dụng thứ hai này. Ok chưa? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Được không, được không? Rồi các bạn ơi, về mặt tài liệu như chị đã nói rồi đấy, sau buổi học này chị sẽ đăng một bài riêng ở trong nhóm và các bạn sẽ bình luận ở trong bài đăng đó. Được chưa? Mỗi bạn chỉ được bình luận một lần, coi như một hình thức điểm danh để chị nắm được là có bao nhiêu bạn ở trong nhóm này thực sự học. Ok chưa? Nhớ, thực sự học, thực sự quan tâm đến chiến dịch này thì sau khi đủ số lượng yêu cầu rồi thì chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn. Đó, được chưa, được chưa? Chứ bây giờ chúng mình tập trung vào đây để hiểu bài đã nhá. Các em tập trung vào đây để hiểu bài đã. Thế thì với hai cái tác dụng này các bạn đã nắm được chưa? Sao lại vào nhóm gì đây? Chúng ta đang ở trong nhóm rồi mà, đúng không? Chúng ta đang ở trong nhóm mà, sao lại em chưa được vào nhóm? Ok chưa? Được không, được không? Ô kìa, các em sao lại không nắm rõ thế nhỉ? Chị đã nói ngay từ cái phần phát trực tiếp ở trên fanpage rồi. Là gì? Chúng ta sẽ nhận tài liệu 2 buổi một lần. Được không? Nhớ, hôm nay chúng ta sẽ nhận luôn tài liệu cả về biện pháp nhân hóa và biện pháp so sánh luôn. Thế nên là mọi thông tin về tài liệu các bạn có thể để sau. Để trước tiên tập trung vào đây với câu hỏi của chị là các bạn đã hiểu phần này chưa? Các em đã hiểu phần này chưa nhỉ? Được không, được không? Ok chưa? Đó, các em đã hiểu phần này chưa? Đã hiểu được hai cái tác dụng quan trọng nhất của biện pháp nhân hóa hay chưa? Một biện pháp vốn dĩ rất là đơn giản và rất là gần gũi với chúng ta. Thế nhưng để mà phân tích được hay về mặt tác dụng của biện pháp nhân hóa thì lại khó viết đấy, đúng không? Chúng ta cảm giác như là nó bởi vì nó quá đơn giản nên là chẳng có gì để viết, đúng chưa? Thế thì chị mong là các bạn sẽ dựa vào hai cái tác dụng như thế này để chúng ta khai thác được và phân tích được tác dụng của biện pháp nhân hóa. Được không nào? Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau vận dụng nhé. Dấu sao thứ ba, vận dụng. Vận dụng ở đây, các em sẽ thấy này, nếu như mà dành cho bạn nào buổi hôm qua vẫn chưa được vào học, vẫn chưa nắm được, thì phần vận dụng ở đây không phải là chị cùng với các bạn đi phân tích tác dụng của biện pháp nhân hóa trong những câu thơ hay là trong những câu văn hoàn toàn lạ lẫm, mà ở đây chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ để mà khai thác nội dung, phân tích được ý nghĩa, vẻ đẹp của các đoạn thơ hay là của các văn bản mà chúng ta được học trong chương trình. Bởi vì sao? Bởi vì như chị vẫn nói với các em đấy, là đấy là cái quá trình một cách chủ động để chúng ta tiếp thu kiến thức về kiến thức nền. Được không? Nhớ, chứ bình thường chị đang thấy một cái tình trạng đó là gì? Các bạn tiếp thu kiến thức nền một cách rất là thụ động. Ai bảo là ở đây có biện pháp gì là các bạn nghe như thế thôi. Chúng ta không thể tự xác định được. Và từ việc xác định chúng ta cũng không thể nào hiểu được là tác giả dùng biện pháp đó để làm gì. Đấy, trong khi phần xây dựng nên kiến thức nền, phần để mà chúng ta tự xây dựng nên kiến thức nền là xuất phát từ chính những biện pháp tu từ mà. Ok chưa? Nhớ, thế nên là chị mong rằng là trong cái chiến dịch này, qua cái chiến dịch này, bên cạnh việc các em nắm được chắc kiến thức về các biện pháp tu từ, các bạn còn có được cái kỹ năng để chúng ta tự xác lập phần kiến thức nền cho mình nữa. Ok không?
nhá. Hãy cố gắng đặt cho mình cái mục tiêu cao hơn như vậy. Ừ, được không nào? Để chúng ta vừa vận dụng được phần kiến thức này, lại vừa nhớ được lâu nhá. Xong rồi lại biến những kiến thức nền vốn dĩ rất là dài, lại trở thành của chính bản thân mình. Ừ, được không nào? Ok chưa? Rồi, đó, bởi vì là trong các khóa học, học về kiến thức nền chị cũng đều hướng dẫn các bạn như vậy. Đặt ra câu hỏi là trong đoạn thơ này tác giả đã sử dụng biện pháp gì? Biện pháp đó có ý nghĩa ra sao? Sau đó thì mới xác lập nên nội dung của đoạn thơ đấy mà. Ừ, được chưa? Thế thì một cái ví dụ rất là gần gũi với chúng ta. Không biết là các em đã đọc đoạn trích Chị em Thúy Kiều hay chưa? Trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều, tác giả có những câu thơ vừa miêu tả được vẻ đẹp của hai chị em, lại vừa có phần dự báo được số phận của hai nàng nữa. Về mặt Thùy Vân thì tác giả có câu thơ là gì nhỉ? Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Được chưa? Hay là vẻ đẹp của Thúy Kiều, đây là vẻ đẹp của Thúy Vân. Được chưa nào? Còn vẻ đẹp của Thúy Kiều này được thể hiện trong câu thơ là gì? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Được chưa? Ok chưa? Thế thì để mà xác định được, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái yêu cầu như thế này, là xác định và phân tích tác dụng của biện pháp nhân hóa trong hai câu thơ. Được không? Thế thì bước đầu tiên để chúng ta xác định được, chúng ta phải nhận ra đâu là các sự vật mà tác giả đã biến chúng trở thành con người. Nếu như trong câu thơ này, chúng ta thấy này, mây và tuyết, đúng không? Là những sự vật ở trong thiên nhiên, là những sự vật trong thiên nhiên. Thế nhưng lại được dùng với những từ ngữ về mặt trạng thái cảm xúc, đúng không nào? Nhiệm với những cái từ ngữ để chỉ con người, đó chính là từ thua và từ nhường. Mây thì đâu biết là thua kém ai, đúng không? Tuyết thì đâu là biết nhường nhịn đâu. Thế nhưng ở đây, tác giả đã dùng những từ là thua và nhường, là những từ vốn để dùng trong con người thôi. Đây là những cái trạng thái, đây là những cái thái độ của con người mà, đúng không? Nhưng ở đây tác giả lại sử dụng nó với cả mây này, với cả tuyết, là những sự vật vốn rất là tĩnh lặng ở trong thiên nhiên thôi. Không thể nào bộc lộ được cảm xúc, không thể có cảm xúc để mà bộc lộ được. Tương tự như vậy nhá, xuống đến câu thơ là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Thì chúng ta thấy này, hoa và liễu, đúng không? Cũng là những sự vật trong thiên nhiên. Và tác giả sử dụng từ ghen và từ hờn. Đấy, ok chưa nào? Để mà khắc họa, để mà cho thấy được vẻ đẹp của Thúy Kiều, ghen và hờn là những trạng thái của con người, là thái độ của con người, nhưng ở đây được gắn với các sự vật trong thiên nhiên. Trước tiên là chúng ta chỉ ra như vậy nhá, được không? Ok chưa? Đây, diễn đạt chúng ta có thể viết rằng là gì? Tác giả Nguyễn Du đã sử dụng biện pháp nhân hóa, được không nào? Nhớ, đã sử dụng biện pháp nhân hóa với hình ảnh mây và tuyết, vốn là những hình ảnh trong thiên nhiên, nhưng ở đây lại biết thua và nhường trước vẻ đẹp của Thúy Vân. Đúng không? Hay là dưới này nhá, là tác giả Nguyễn Du đã sử dụng biện pháp nhân hóa. Đó, được không nào? Dùng những từ ngữ của con người để miêu tả về hoa và liễu. Hoa và liễu là những sự vật trong thiên nhiên, nhưng ở đây lại biết ghen, biết hờn với vẻ đẹp của Thúy Kiều. Ừ, được chưa nào? Ok chưa? Đấy, các em hình dung ra chưa? Đấy là bước mà chúng ta xác định nhá. Bước 1 là chúng ta xác định. Thế thì khi xác định biện pháp nhân hóa này, một bước tưởng chừng như là dễ nhưng lại rất nhiều bạn không có được số điểm tối đa ở đây. Đó chính là gì? Là chúng ta chỉ gọi tên được biện pháp nhân hóa thôi, mà chúng ta không cho thấy là sự vật nào được miêu tả giống như con người. Đúng không? Ok chưa? Ở đây chúng ta phải chỉ rõ là tác giả đã miêu tả mây và tuyết, đó là những sự vật trong thiên nhiên, nhưng lại có những thái độ giống như con người là thua và nhường. Đấy, phải chỉ rõ thứ nhất là sự vật đấy là gì, được chưa? Và thứ hai là cái cảm xúc hoặc là cái hành động mà biến nó trở thành con người là gì. Phải chỉ rõ những cái từ ngữ đấy.
chứ không thể nào chúng ta chỉ nêu một cách chung chung là tác giả đã dùng sử dụng biện pháp nhân hóa trong câu thơ này. Đúng không? Ok chưa? Được không nào? Hoặc là chúng ta có thể viết rằng là gì? Tác giả Nguyễn Du đã nhân hóa mây và tuyết, mang những thái độ, mang những trạng thái cảm xúc giống như con người, là biết thua và nhường trước vẻ đẹp của Thúy Vân. Đấy, ok chưa? Được không nào? Rồi, thế thì đầu tiên chúng ta xác định như vậy đã nhá. Đầu tiên chúng ta xác định như vậy đã. Sau đó đến bước thứ hai chúng mình mới bắt đầu đi vào phân tích tác dụng này. Được không? Ok chưa? Thế thì ở đây, đấy, nó xảy ra một cái tình trạng là gì? Rõ ràng ở đây chúng ta không thể nào vận dụng những từ khóa là sống động và gần gũi được. Đúng không? Không thể nói là khiến cho mây và tuyết trở nên vô cùng sống động và gần gũi với con người. Như thế không phải. Ok chưa? Mà ở đây, tác giả dùng biện pháp nhân hóa để làm gì? Để diễn tả một cách cụ thể về vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Đúng không? Tác giả đã diễn tả một cách cụ thể về vẻ đẹp của hai nàng. Thế thì ở đây chúng ta, thay vì là việc biến sự vật trở nên gần gũi, thì tác giả đã giúp chúng ta hình dung ra được Vân đẹp đến mức như thế nào, Kiều đẹp đến mức ra làm sao. Đúng không? Ok chưa? Nhớ, được không nào? Đấy, thế thì ở đây, để mà phân tích được tác dụng của biện pháp nhân hóa, chúng ta lại phải dựa vào cái sắc thái của những cái trạng thái, thái độ như thế này này. Thái độ thua và nhường là thái độ như thế nào? Rất là kính nể, đúng không? Thái độ thua và nhường là một thái độ rất là kính nể này. Đó, nhường bước này. Ừ, được không? Thế thì vẻ đẹp của một con người còn khiến cho những cái vẻ đẹp vốn xác lập nên vẻ đẹp của tự nhiên là mây và tuyết, cũng khiến cho thiên nhiên cũng phải nhường bước. Vẻ đẹp của Thúy Vân khiến cho thiên nhiên cũng phải nhường bước, thì chứng tỏ đó là một vẻ đẹp như thế nào? Đó là một vẻ đẹp tuyệt sắc là đúng rồi. Đúng không? Đẹp hơn cả những gì đẹp nhất trong thiên nhiên thì hẳn là phải đẹp lắm. Đấy, một vẻ đẹp tuyệt sắc. Thế nhưng vẻ đẹp ấy nó mang cái sự hài hòa, phúc hậu. Thiên nhiên ở đây là chủ động thua và nhường mà, đúng không? Khiến cho thiên nhiên cũng phải nhường bước. Đó, được không nào? Vậy là tác dụng lớn nhất ở trong cách mà tác giả sử dụng biện pháp nhân hóa ở đây là khẳng định vẻ đẹp. Đúng chưa? Trước tiên là khẳng định vẻ đẹp. Dưới này cũng như vậy, khẳng định vẻ đẹp của Thúy Kiều. Thì ta phải chỉ ra được đó là vẻ đẹp như thế nào qua cách diễn đạt của tác giả. Đúng không? Vẻ đẹp của Thúy Vân là một vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng nó có sự hài hòa, phúc hậu. Đúng không? Là một vẻ đẹp mà đạt đến độ tuyệt đối rồi đấy. Thế nhưng nó vẫn nằm trong vòng trời đất. Nó vẫn nằm trong những cái giới hạn để mà thiên nhiên thua và nhường trước vẻ đẹp ấy. Còn đối với vẻ đẹp của Thúy Kiều thì sao? Vẻ đẹp của Thúy Kiều có thể nói là vô cùng sắc sảo. Vô cùng sắc sảo. Đến nỗi mà gì? Đến nỗi mà hoa phải ghen, liễu phải hờn. Khiến cho thiên nhiên phải hờn, ghen và đố kỵ. Nó đẹp hơn cả thiên nhiên, đúng không? Ok chưa? Đẹp hơn cả thiên nhiên. Nhưng cái hơn ở đây, nó là một cái hơn nó khiến cho thiên nhiên phải đố kỵ, phải ghen hờn. Đó, ok chưa? Chứng tỏ một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo. Được không nào? Nhớ, vô cùng sắc sảo. Một vẻ đẹp mà khiến cho thiên nhiên, một vẻ đẹp khiến cho những gì là tuyệt đối ở trong tự nhiên rồi cũng phải ghen hờn, cũng phải đố kỵ. Được không nào? Nhớ, ok chưa? Thì đấy là tác dụng đầu tiên. Tác dụng thứ hai này, chúng ta phải để ý đến cái sắc độ, đúng không? Nhớ, để ý đến cái sắc thái của những từ ngữ dùng cho con người này. Thua và nhường là một sự nhường bước kính nể. Thì qua đó tác giả còn ngầm dự báo về số phận của hai nàng nữa. Đúng không? Về số phận của hai nàng là gì? Là ở đây, nếu như Thúy Vân sẽ mang một cái số phận nó rất hài hòa, phúc hậu ở trong trời đất thôi, thì chắc chắn nó sẽ là một số phận. Ở đây Thúy Vân sẽ mang một số phận như thế nào? Nào, một số phận như thế nào nhỉ? Theo các bạn đoán thì Thúy Vân sẽ mang một số phận như thế nào? Qua cách mà tác giả sử dụng từ thua và nhường ở đây, như thế nào nhỉ? Nào, một số phận ra làm sao?
chỉ khiến cho thiên nhiên phải nhường bước thôi. Ở đây cũng đẹp hơn thiên nhiên đấy, đúng chưa nào? Nước tóc còn mượt mà hơn cả mây, rồi là gì, màu da còn trắng hơn cả tuyết. Nhưng cái sự hơn đó, cái sự hơn đó là giống như là thiên nhiên chủ động nhường bước cho nàng vậy. Nào. À, một số phận êm đềm, yên bình, hạnh phúc. Đúng rồi đấy, chính xác. Một số phận êm đềm, hạnh phúc. Đúng chưa? Ok chưa? Nhá, được không nào? Rồi, đấy là về số phận của Thúy Vân. Thế còn số phận của Thúy Kiều thì sao? Cái từ thua và nhường, rồi ghen và hờn về mặt bản chất, đúng không? Về mặt bản chất thì vẫn là thua kém. Đấy, vẫn là thua kém. Thế nhưng cái từ thua và nhường thì cái sắc thái biểu đạt nó rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng từ ghen và hờn là sự đố kỵ. Đố kỵ của cái thua thiệt đối với cái mà đẹp hơn nó. Thế thì ở đây hoa và liễu là những hình ảnh của thiên nhiên, nhưng mà lại đố kỵ và ghen hờn với vẻ đẹp của con người, thì chứng tỏ con người ấy không có được cái sự dung hòa trong vẻ đẹp với trời đất, đúng không? Bởi vì vẻ đẹp của nàng còn vượt xa những cái điều đó. Thế thì theo quan niệm của tác giả Nguyễn Du, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, hồng nhan thì bạc mệnh, đúng không? Ok chưa? Nhớ, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Được không nào? Thế nên ở đây, với việc sử dụng từ ghen và hờn, thì tác giả đã góp phần ngầm dự báo về số phận của Thúy Kiều là một số phận sẽ như thế nào đây? Rất là lênh đênh, đúng không? Sẽ có nhiều những cái bất chắc đây, bởi vì còn khiến cho thiên nhiên phải ghen hờn, phải đố kỵ thì làm sao yên bình được? Đúng không nào? Nhớ, các bạn hình dung ra chưa? Đúng rồi đấy, nhiều sóng gió và bão tố. Đấy, đầy bấp bênh, không thể nào yên ổn được, không thể nào bình yên được. Sẽ có rất nhiều những cái trắc trở trong tương lai đang chờ đợi nàng phía trước. Rồi, các bạn hình dung ra chưa? Đó chính là hai cái tác dụng lớn nhất của biện pháp nhân hóa trong hai câu thơ này nhá. Được không, được không? Vậy là về mặt lý thuyết thì chúng ta đồng ý với nhau như thế này. Thế nhưng khi áp dụng vào từng câu thơ khác nhau thì chúng ta lại phải đưa ra những cái tác dụng nó gần gũi hơn, được không nào? Chúng ta phải đưa ra những cái tác dụng mang tính chính xác hơn, chứ không thể nào lắp ghép một cách máy móc được. Chị đồng ý là chúng ta nắm được những từ khóa này là rất quan trọng, nhưng chúng ta nắm được là để chúng ta hiểu về mặt bản chất, chứ không phải là chúng ta đi đâu chúng ta cũng bê nguyên si những từ khóa này vào việc phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đâu nhá. Được không, được không nào? Rồi, thế nên là mỗi buổi chị sẽ có một cái sự tăng cấp khác nhau. Buổi hôm qua, phân tích về biện pháp so sánh thì chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng ngay những từ khóa này để phân tích thôi. Nhưng sang đến buổi hôm nay là đòi hỏi các bạn phải có thêm một cái kỹ năng nữa, là nắm bắt được nội dung của đoạn thơ đấy, đúng không? Nắm bắt được cái hoàn cảnh mà tác giả sử dụng những từ ngữ này, để hiểu được là thật ra việc mà tác giả nhân hóa những đối tượng ở trong tự nhiên nhằm mục đích gì? Đúng không? Liệu có phải là kéo gần nó hơn với cuộc sống của con người không? Liệu có phải là biến mây và tuyết, biến hoa và liễu trở thành những người bạn với con người không? Không, đúng không? Mà ở đây là tác giả thông qua đó lại muốn khẳng định chính cái vẻ đẹp của con người. Được không nào? Được không, được không? Nhá. Ok chưa? Thiên nhiên là một cái cơ sở để qua đó làm nổi bật lên vẻ đẹp của con người qua cách mà tác giả đã nhân hóa những sự vật ấy. Được chưa nào? Được không, được không? Ok chưa? Nhớ. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy này, chúng ta cứ đi tuần tự và đi trả lời cho các câu hỏi. Tại sao tác giả lại sử dụng từ ngữ ấy? Từ ngữ ấy có ý nghĩa như thế nào? Đúng không? Và qua việc tác giả sử dụng biện pháp này thì sự vật sự việc đã trở nên ra làm sao? Được không nào? Đấy, và đặt nó trong cái mục đích của tác giả thì chúng ta sẽ dễ dàng phân tích những câu thơ này. Vậy là các bạn có thấy là ở đây các em không cần phải chờ đợi, đúng không? Các em không cần phải chờ đợi rằng là gạch đầu dòng thứ nhất là vẻ đẹp của Thúy Vân, gạch đầu dòng thứ hai là số phận của Thúy Vân, đúng không? Chúng ta không cần chờ đợi như vậy, mà chúng ta ngay đầu tiên chúng ta đã có thể khẳng định được là vẻ đẹp của Thúy Vân như thế nào rồi. Qua đó ta cũng hiểu là từ thua và nhường khi đặt trong mối quan hệ so sánh với từ ghen và hờn thì sắc thái nó khác. Đúng không? Thế từ sự khác biệt ấy là ta suy ra được việc mà tác giả ngầm dự báo về số phận của con người. Chứ nếu không thì tại sao phải sử dụng những từ ngữ mà có cái sắc thái biểu đạt nó khác nhau như thế? Cùng là sự thua kém, thế nhưng mà đối với vẻ đẹp của Thúy Vân thì khác, mà vẻ đẹp của Thúy Kiều thì lại khác.
Đấy, ok chưa? Được không nào? Ừ, rất là tự nhiên chúng ta có thể xác lập được nên kiến thức nền cho mình như vậy đấy. Đấy là cái mà chị vẫn muốn nói với các bạn. Được không? Đấy là cái mục đích mà chị đặt ra với các em trong chiến dịch này. Bởi vì sao? Đây sẽ là cái cơ sở để giúp cho các bạn học về các tác phẩm văn học dễ hơn rất là nhiều, đơn giản hơn rất là nhiều. Thậm chí là khi mà chúng mình không nhớ được toàn bộ dàn ý đi, thì chúng ta có thể xuất phát từ chính cái phần này để chúng mình tự viết được những bài văn, tự xác lập được dàn ý cho mình mà. Đúng không? Cứ đi trả lời cho câu hỏi là mình đã nêu được hết các biện pháp tu từ ở trong đoạn thơ này chưa? Các biện pháp tu từ đấy mình đã khai thác được hết tác dụng của nó hay chưa? Đấy, thế thôi. Đúng không? Thay vì việc là chúng ta đặt câu hỏi là ô sau cái ý thứ nhất này là ý gì nhỉ? Sau ý này là ý gì nhỉ? Sau ý này thì chúng ta phải viết cái gì nhỉ? Tức nghĩa là chúng ta cố nhớ theo những gì đã từng được ghi chép ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ theo những cái gì mà ta được học rồi, những cái gì mà ta đã được xác lập thành cái kỹ năng của mình rồi. Thay vì việc đặt câu hỏi là sau ý thứ nhất này sẽ là ý gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ý thứ nhất là về biện pháp này rồi. Thế ý thứ hai chúng ta xem còn biện pháp tu từ nào ở trong đoạn thơ này không? Thế có phải là chỉ cần chúng mình thuộc thơ là chúng ta đã có được cái kiến thức nền cơ bản nhất rồi không? Đúng không nào? Ok nhá. Đó, thế nên là để mà hiểu hơn về cái cách học như thế này là một cách học rất cơ bản thôi, nhưng mà hiện nay nhiều bạn lại quên đi mất rằng là mình có thể tự khai thác được nội dung của các đoạn thơ đấy. Ừ, được không? Thì các em có thể tham khảo, tham gia các khóa học hoặc là chúng mình có thể mua sách để chúng mình hiểu hơn được cái cách xác lập nên kiến thức nền. Tương tự như vậy nhá, bây giờ chị có một đoạn thơ khác, chị có một câu thơ khác, bây giờ các bạn áp dụng này. Bây giờ để cho các em thực hành nhá. Chị có câu thơ như sau. Rồi, ở đây ánh trăng im phăng phắc. Hình chữ A này không viết hoa. Đây, nó là trong đoạn thơ của tác giả Nguyễn Duy trong bài Ánh Trăng nhá. Đoạn thơ cuối là gì nhở? Trăng cứ tròn vành vạnh, kẻ chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc. Ánh trăng im phăng phắc. Đủ cho ta giật mình. Được chưa? Thế thì bây giờ đầu tiên là các bạn phải xác định cho chị biện pháp nhân hóa ở trong câu thơ này, và thứ hai là nêu tác dụng. Các em có 5 phút viết luôn ở trong phần bình luận cho chị nhá. Được chưa? Các bạn có 5 phút. Nào. Về các văn bản tác phẩm lớp 9 thì hiện tại ở trong lớp kiến thức nền là chị đã dạy xong về phần văn học trung đại rồi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay là các bạn trong khóa học kiến thức nền các bạn đang làm bài kiểm tra chuyên đề đầu tiên, chuyên đề văn học trung đại. Thế nên rằng là chị thấy đối với những bạn mà có nhu cầu chúng ta mong muốn là học về toàn bộ các kiến thức trong chương trình, từ kiến thức nền cho đến phương pháp rồi luyện đề, thì các em nên tham khảo khóa học VIP 2 thì sẽ tốt hơn. Bởi vì để chúng mình đỡ mất thời gian là chạy theo các bạn đã từng học xong về kiến thức nền rồi, được không? Nhá, thì chúng ta nên theo à, nên đăng ký khóa học VIP 2 thì sẽ tốt hơn. Khóa học VIP 2 thì tháng 11 sẽ khai giảng. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ nếu như bạn nào đăng ký thì sẽ được nhận ưu đãi giảm 20% về mặt học phí đấy. Tức nghĩa chúng ta được giảm 400.000 liền. Đó, ok chưa? Nhá, đó, được không nào? Ừ, học phí gốc của chúng ta đối với khóa học VIP 2 học trong 5 tháng là 1.950.000. Thế nhưng nếu chúng mình đăng ký từ bây giờ thì các bạn sẽ được giảm 400.000, chỉ còn có 1.550.000 thôi. Ừ, được không nào? Thì chị nghĩ là khóa học đó sẽ phù hợp với các bạn hơn nếu như chúng mình mong muốn là học về toàn bộ các kiến thức trong chương trình mà vẫn đầy đủ, không lo là phải học lại những video mà chị đã từng phát rồi. Bởi vì khóa học kiến thức nền và khóa học VIP 1 hiện tại là các bạn đã học xong về văn học trung đại rồi. Được không? Nhớ. Đấy, nên là nếu như mà các em muốn đăng ký tham gia khóa học VIP 1 để à VIP 2 để mà áp dụng những cái chương trình ưu đãi của chúng ta thì hãy nhắn tin về cho chị ngay sau phần phát trực tiếp này nhá. Ừ, nhắn tin về cho chị hoặc là nhắn tin về kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng với nhau xác định cho chị biện pháp nhân hóa ở trong câu thơ này. Nào, biện pháp nhân hóa trong câu thơ này là gì đây? Nhân hóa ánh trăng im phăng phắc. Đúng, chính xác, được không? Nhân hóa ánh trăng. Ánh trăng có một thái độ là im phăng phắc. Đúng không nào? Ánh trăng mang một trạng thái của con người là trạng thái im phăng phắc. Xác định, xong. Thế bây giờ tác dụng là gì?
Nghệ thuật nhân hóa. Nhân hóa ánh trăng in phăng phắc tác dụng là làm cho trăng trở nên sinh động, gần gũi, tạo một khoảng cách, tạo cho trăng một mảnh hồn như một con người, trăng với người gắn bó như một người bạn. Rồi, liệu có phải ở đây là trăng với người đang rất thân thiết hay không? Nào, các em hãy đặt ra câu hỏi nhé. Đúng chưa? Chúng ta thấy từ khóa đầu tiên về mặt tác dụng của biện pháp nhân hóa là làm cho sự vật ấy trở nên sinh động và gần gũi, là làm cho ánh trăng, đúng chưa? Nhá, làm cho ánh trăng trở nên sinh động và gần gũi. Nhưng ở đây cái sinh động và gần gũi ấy là việc mà biến ánh trăng trở thành một con người, đúng không? Là việc biến ánh trăng trở thành một con người, nhưng nó có gần gũi và thân thiết với nhân vật trữ tình hay không? Thì ta lại phải đặt ra câu hỏi. Ok chưa? Gắn nó với cả những từ ngữ này, gắn nó với cái trạng thái mà ta vừa xác định được, gắn nó với ngữ cảnh ở trong câu thơ ấy. Thì ở đây trạng thái của trăng là im phăng phắc, đúng không? Không phải là quấn quýt, không phải là gần gũi đâu. Mà ở đây là thái độ như thế nào đây nhở? Dỗi. Chỉ chịu các bạn luôn đấy. Các em liệu các em viết ở trong bài là ánh trăng đang dỗi con người à? Bây giờ phải cố gắng tìm ra được những cái từ ngữ làm sao diễn tả cho thật là hay và chính xác chứ. Đúng rồi, vừa nghiêm khắc lại vừa bao dung, đúng không? Ở đây tác dụng là khiến cho ánh trăng trở thành một người bạn của con người. Nhưng bạn ở đây là một người bạn cũ. Bởi vì sao? Bởi vì trăng có một thái độ rất là nghiêm khắc. Bởi vì trăng có một cái ánh nhìn cũng rất bao dung. Thế thì xuyên suốt bài thơ Ánh Trăng, khi mà chúng mình được học, chúng ta sẽ thấy ánh trăng được đại diện, ánh trăng được ví như một người bạn của con người. Nếu như trong quá khứ thì ánh trăng ấy vô cùng thân thiết, gắn bó với con người, được không? Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng thành tri kỷ. Một người bạn đã từng là tri kỷ với con người, nhưng từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Rồi là gì? Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Đấy, ok chưa? Nhớ, được không, được không? Thế nên rằng ở đây ánh trăng cũng vẫn xuyên suốt với ý nghĩa của cả bài thơ là ánh trăng là một người bạn, nhưng ở đây phải là bạn cũ, bởi vì tác giả đã trở lại với thực tại rồi. Hiện tại thì trăng chỉ là một người bạn cũ thôi, một người bạn đã từng là tri kỷ với tác giả thôi, đã từng là tri kỷ với nhân vật trữ tình thôi. Và người bạn ấy bây giờ gặp lại, được không? Gặp lại con người có một cái nhìn vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung. Cái trạng thái im phăng phắc này là như thế, đúng không? Ok chưa? Rồi, đó là xong tác dụng đầu tiên. Thế nhưng tác dụng thứ hai về mặt cảm xúc, về mặt triết lý, về mặt sự suy ngẫm của tác giả, thì tác giả bộc lộ điều gì ở đây nhỉ? Nào, tác giả bộc lộ điều gì ở đây? Bộc lộ điều gì nhỉ? Qua đó tác giả cho thấy được thái độ thờ ơ vô tình. Thái độ thờ ơ vô tình của con người, đúng không? Và bên cạnh đó hãy cố gắng nâng lên nữa đi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái mối quan hệ này, đặt nội dung của đoạn thơ này không chỉ dừng lại giữa ánh trăng và con người nữa, mà nó còn là giữa cái gì với cái gì đây? Nào, cố gắng nâng nó lên, nâng cái phần mà tác giả suy ngẫm và bộc lộ ở đây. Tác giả không phải là chỉ đơn thuần miêu tả cái mối quan hệ giữa ánh trăng và con người đâu, mà quan trọng là qua đó tác giả gửi gắm điều gì, bộc lộ cảm xúc, bộc lộ thái độ, bộc lộ cái những cái triết lý suy ngẫm của mình như thế nào. Tác giả bộc lộ thái độ thờ ơ vô tình nhá. Tác giả có bộc lộ thái độ thờ ơ vô tình không? Thế là tác giả mong muốn mọi người cũng giống như mình là hãy thờ ơ vô tình sao? Có phải không? Tình bạn thủy chung giữa quá khứ với hiện tại này bộc lộ thái độ làm ngơ với bạn. Thái Sơn nhá, tập trung vào đây, chị đã nói rồi đấy. Nếu như em cứ hay quen như thế này, chị biết là các bạn nắm được. Thế nhưng mà chúng mình cứ hay đùa như thế này là xong, tự khiến cho cái vốn từ của chúng ta nó lại trở nên rất là kiểu tinh nghịch thôi ấy, chứ không thể nào diễn đạt được đúng cái trạng thái, đúng cái nội dung ở trong câu thơ được. Thế nên nhá, ok là chị đồng ý chúng ta tương tác rất là vui, nhưng về mặt bản chất các em vẫn phải diễn đạt được một cách chính xác, nhớ chưa?
không gian và thời gian bộc lộ sự tiếc nuối về mối quan hệ tốt đẹp trước kia của mình và vầng trăng. Rồi, ok. Thế thì ở đây này, cái thái độ của tác giả bên cạnh việc ánh nhìn rất là nghiêm khắc và bao dung của ánh trăng, thái độ của tác giả còn thể hiện qua cái chữ giật mình này này. Được không? Nhá, giật mình ở đây là một sự thức tỉnh, tức nghĩa là ánh trăng nghiêm khắc và bao dung đã giúp cho nhân vật trữ tình, hay chính là giúp cho tác giả có thể giật mình nhận ra thấm thía những triết lý, thấm thía những cái cách sống ở đời. Đó là gì? Phải ân nghĩa thủy chung với quá khứ. Đúng không? Không được vô tình lãng quên đi những điều đã từng rất là tốt đẹp, đã từng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống của mình. Một người bạn đã là tri kỷ phải là rất là thân thiết, rất là gần gũi, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Thế nhưng mà cuốn theo những cái xô bồ, đúng không? Cuốn theo cái nhịp sống hiện đại, con người lại dễ dàng quên đi những gì đã từng là thân thiết của mình. Cái điều đó rất đáng báo động. Và tác giả đã gửi gắm triết lý ấy, tác giả đã gửi gắm cái sự suy ngẫm của mình về mối quan hệ giữa con người với những điều, với tình nghĩa trong quá khứ, thể hiện ở trong bài thơ này. Tác giả mong muốn con người hãy giữ đúng cái đạo lý là gì? Uống nước nhớ nguồn, đúng không? Ân nghĩa thủy chung với quá khứ, không được nhanh chóng quên đi những gì đã trở thành từng là tri kỷ của mình này, đã từng rất ý nghĩa đối với mình này, đúng không? Ok chưa? Không có một lý do nào có thể khiến cho con người không thể viện vào bất cứ một lý do nào để mà quên đi những cái điều ý nghĩa đấy. Chỉ là do con người tự rất là vô tình mà thôi, đúng không? Chỉ là tự con người đã rất vô tình rồi, thế nên mới quên đi. Còn quá khứ, còn những điều đã từng là tình nghĩa thì không thể nào, đúng chưa? Nhớ, không thể nào chúng ta được phép quên nó đi. Và không thể nào mà chúng ta có thể là mất đi những điều đấy mà chúng ta có thể tiến về tương lai được. Tương lai thì phải được xây dựng từ quá khứ, đúng không? Phải lấy nền tảng từ quá khứ. Thế thì một quá khứ dẫu có đau khổ hay là dẫu có tươi đẹp thì chúng ta vẫn cần phải nhớ đến để là lấy đó làm động lực phát triển hơn trong tương lai. Đó chính là cái triết lý sâu xa ở trong đoạn thơ này. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần nêu được bởi vì là biện pháp nhân hóa, đúng không? Chúng ta đang phân tích tác dụng của biện pháp nhân hóa, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ cần nhấn mạnh là gì? Qua việc nhân hóa ánh trăng mang những trạng thái cảm xúc của con người với một thái độ vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung, tác giả đã cho thấy cái giật mình đầy đáng quý. Được chưa? Nhớ, tác giả đã cho thấy một cái giật mình đáng quý để mà chúng ta nhận ra được triết lý uống nước nhớ nguồn. Đấy, ok chưa? Được không nào? Được không nào? Một ánh trăng nghiêm khắc và bao dung đã giúp cho con người thức tỉnh, trở lại trân trọng những điều đã từng là tình nghĩa đối với bản thân. Được không nào? Được không? May là tỉnh em không thi bài này. Ô, bài này thực sự quá là đơn giản luôn ấy. Bài ánh trăng rất là ngắn và đơn giản luôn. Đơn giản ngay từ cách chúng ta học thuộc bài thơ cơ. Thể thơ 5 chữ, xong rồi là khổ thơ cũng rất là ít. Nội dung thì xuyên suốt từ quá khứ rồi đến hiện tại, xong rồi những suy ngẫm của tác giả thôi. Bố cục rất đơn giản. Thế nên chị nghĩ rằng là từ việc chúng ta hiểu được tác dụng của biện pháp nhân hóa ở đây, đã có thể phân tích được rất là hay cái khổ thơ cuối cùng rồi. Và phần này, cái giật mình của tác giả này cùng với cả ánh trăng im phăng phắc là phần nội dung được coi là sâu sắc nhất. Được chưa? Là phần nội dung được coi là sâu sắc nhất ở trong bài thơ. Thì chúng ta đã xử lý nhanh gọn rồi đấy. Đúng không? Thì chúng ta đã hiểu được rồi đấy. Thế nên là những phần còn lại chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tự phân tích được thôi. Được không nào? Ok chưa? Mình là 2K6 ra bài Lặng Lẽ Sapa nhân vật anh thanh niên. Mỗi tỉnh một đề khác nhau mà các em. Rồi, vậy là các bạn ơi, chúng ta đã cùng với nhau vận dụng cái nội dung, những cái kiến thức liên quan đến biện pháp nhân hóa để áp dụng vào trong hai câu thơ. Được không nào? Đầu tiên là những câu thơ trong đoạn trích chị em Thúy Kiều, và thứ hai là những câu thơ trong bài thơ Ánh Trăng. Đây đều là những văn bản rất là hay trong chương trình mà tới đây các bạn sẽ được học đấy. Được không? Ok chưa? Rồi, thế thì để mà thay cho lời kết trong buổi học ngày hôm nay, chị rất mong các bạn có thể nắm được cái bản chất của biện pháp nhân hóa và nắm được những tác dụng cơ bản của biện pháp nhân hóa khi mà tác dụng sử dụng biện pháp ấy để thể hiện những ý nghĩa mà mình muốn gửi gắm qua câu thơ. Thứ hai là đối với những bạn mà chúng ta mong muốn có thể xem lại tất cả những video này, tức nghĩa là chọn bộ 5 video trong chiến dịch này, thì các bạn có thể tham khảo cái chương trình tặng quà cho các em khi chúng mình mua sách nhé.
Được không? Khi chúng mình sở hữu bộ sổ tay văn học thì các bạn sẽ được tặng kèm gói video. Nó giống như là một món quà vậy. Là sau khi mà chị phát trực tiếp xong thì chị sẽ xóa những video này. Thế nhưng chị sẽ dùng một cái hình thức khác để lưu lại tất cả những video và gửi cho các bạn link để chúng ta chủ động xem lại nhá. Đó là đối với những bạn mà mua bộ sổ tay văn học. Ok chưa? Còn đối với những bạn vẫn còn đang băn khoăn về phần kiến thức nền, mong muốn là được học thật là kỹ, tức nghĩa là đi phân tích từng cái biện pháp này này, từng cái dấu hiệu nghệ thuật trong một bài thơ, qua đó xác lập nên ý nghĩa của bài đó, hay là phân tích từng cái dấu hiệu nghệ thuật trong một tác phẩm tự sự, trong một tác phẩm văn xuôi, để rồi xác lập nên ý nghĩa của tác phẩm đó, thì các bạn có thể tham khảo để tham gia khóa học VIP 2. Đây là một khóa học mà để cho những bạn mà hiện tại mong muốn là được học lại từ đầu về kiến thức nền. Thay vì việc là bây giờ nếu như mà chúng ta tham gia khóa học VIP 1 thì các bạn trong khóa học VIP 1 đã học xong về phần kiến thức nền văn học trung đại rồi. Đấy, thế nên là chúng ta xem lại cũng khá là khó đấy. Thì chị nghĩ rằng là chúng ta tham gia khóa học VIP 2 để được học lại từ đầu cùng với chị nhá. Được không? Đặc biệt là khi bây giờ chúng mình đăng ký tham gia khóa học VIP 2, các bạn sẽ được ưu đãi giảm 20% về mặt học phí. Đăng ký càng sớm thì chúng ta lại càng được sử dụng rất là nhiều những cái ưu đãi nhá. Ok chưa? Đó, thứ ba là đối với việc nhận tài liệu và làm bài tập trong chiến dịch này để chúng ta được nhận phần thưởng. Thì sau khi kết thúc phần phát trực tiếp này, chị sẽ đăng bài để các bạn điểm danh nhận tài liệu là một. Và thứ hai là chị Lan Anh, chị trợ giảng, chị sẽ đăng phần bài tập lên để cho các bạn làm, đăng phần hạn nộp để cho các bạn nộp đúng hạn và sẽ chấm bài cho các em nhé. Ok chưa? Để xem là các bạn đã nắm được cái cách chúng ta diễn đạt tác dụng của biện pháp tu từ hay chưa? Được không nào? Có chứ, ở trong khóa học VIP 2 đã gọi là VIP mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ học tất tần tật từ kiến thức nền này, đến phương pháp này, rồi đến gì nữa? Luyện đề này. Các em nhá, về mặt kiến thức nền chúng ta sẽ học tất cả các văn bản trong chương trình, từ văn học trung đại này, rồi đến văn học hiện đại này, thơ hay là văn xuôi, học hết. Về mặt phương pháp, chúng ta sẽ học về phương pháp nghị luận văn học, tức nghĩa là cách để chúng ta viết một đoạn văn và một bài văn nghị luận văn học ấy. Thứ hai là chúng ta sẽ học về phương pháp làm nghị luận xã hội. Và thứ ba là ôn tập về tiếng Việt và đọc hiểu. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta sẽ luyện đề. Tức nghĩa là giai đoạn luyện đề này thì chị sẽ xây dựng những cái đề mà nó bám sát với cả cấu trúc đề thi ở tỉnh của các em, để các bạn có được một cái giai đoạn luyện đề trước khi thi thật là hiệu quả. Được không nào? Thế thì với lượng kiến thức như thế này mà chúng ta học 2 buổi một tuần bắt đầu từ tháng 11, ok chưa? Thì hiện tại học phí của các bạn đang được ưu đãi giảm 20%, chỉ còn 1.550.000 thôi. Được không nào? Và nếu như mà chúng mình cảm thấy băn khoăn về mặt học phí, các em vẫn có thể trao đổi với chị để chúng ta đóng làm 2 lần, được không? Ok chưa? Không sao hết. Đó, quan trọng là các bạn nắm được mình đang được ưu đãi rất là nhiều. Chị chỉ sợ là các bạn không nắm được, thế xong rồi bỏ lỡ những cái ưu đãi này thôi. Được không? Được không? Đây là một khóa học sẽ khai giảng vào tháng 11 nhá. Đảm bảo cho tất cả các bạn chúng mình không cần phải học lại bất cứ một video nào cả, mà chúng ta sẽ cùng với nhau đi cùng với nhau ngay từ đầu luôn. Được chưa, được chưa? Rồi, còn các em ơi, thật sự hôm nay chị lại có thêm một bất ngờ nữa, khiến cho, tức nghĩa là các bạn lại khiến cho chị cảm thấy rất là bất ngờ ấy. Hôm qua là khoảng độ bao nhiêu nhở? Vài chục bạn vào học thôi, đến hôm nay là hơn 100 bạn rồi. Thật sự là qua đó chị cũng thấy được cái quan tâm của các em, cái sự quan tâm của các bạn liên quan đến các biện pháp tu từ. Đây là một phần kiến thức cơ bản đúng không? Thế nhưng để mà hiểu được những cái cơ bản ấy thì chị mới thấy được, bây giờ chị mới thấy được là đây là một chiến dịch rất cần thiết với các bạn luôn ấy. Ok chưa? Thế nên là chị rất mong ngày mai lại được tiếp tục gặp tất cả các em trong buổi học ngày mai nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một biện pháp siêu khó. Đối với các bạn thì siêu khó, đó chính là biện pháp ẩn dụ. Được chưa nào? Nhớ, buổi học ngày mai chúng ta sẽ đến với biện pháp ẩn dụ. Xong rồi ngày kia chúng ta sẽ học hoán dụ và học cách phân biệt giữa hai biện pháp đó. Biện pháp ẩn dụ và hoán dụ được sử dụng siêu nhiều trong các bài thơ luôn. Và nếu như mà không chắc, không nắm vững được hai biện pháp này thì các bạn sẽ rất khó để phân tích đấy. Ok chưa nào?
Rồi, thế nhá, chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau như vậy. Mọi cái thông tin liên quan đến các đầu sách này và thông tin liên quan đến khóa học, hãy nhanh chóng nhắn tin về cho chị qua kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở nhá. Để các bạn sẽ được nhận những phần tư vấn này và nhận cái phần hướng dẫn chi tiết nhất để xem mình có phù hợp hay không. Ừ, được không? Còn bây giờ thì các em sẽ chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng với những phần tiếp thu kiến thức mới nhá. Ừ, cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai. Bye bye!